Chào mừng quý khán giả thân mến đã trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Và đừng quên giữ gìn sức khỏe trong những ngày đại dịch này. Mưa đã trải qua 3 ngày rồi các bạn ạ. Mưa nớt phớt, mưa chuyển mùa. Nhưng mưa như kiểu mưa xuân luôn, mưa phùn. Các bạn nhìn thấy những cái dãy núi rất là cao bên kia. Ở quê hương Lục Yên này thì toàn là dãy núi đá rồi, rất là cao, chót vót, làn sương bao phủ bên trong. Bản làng này thì vô cùng đẹp các bạn ạ. Những ngôi nhà sàn mà được lợp bằng mái cọ, thân mình bằng gỗ, trùng trùng lớp lớp ở ngay những cái chân núi. Còn phía đằng xa xa là những cái cánh đồng ruộng cũng khá là rộng lớn, cả ngô nữa. Và một dòng sông chảy dọc theo bản làng. Không khí thật là tuyệt vời đấy. Thanh bình lắm cái bản làng ạ. Không có một chút khói bụi nào luôn. Cuộc sống ở đây nó cứ yên ả thôi. Thì thoảng có một vài chiếc xe máy chạy qua, chứ không có những cái xe phân khối lớn đi qua gì cả. Ô tô cũng rất là ít, yên bình. Cái này là trong sạch từ cái không khí cho đến là không có sự ô nhiễm tiếng ồn nào luôn đấy. Các bạn ạ, khói bụi không có. Đối với đây thì là cũng là vùng núi các bạn ạ. Tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cũng thuộc vùng núi cũng rất là cao. Nhưng mà cái nhiệt độ thì so với vùng biên giới, so với Trạm Tấu, Simacai, Đồng Văn, Mèo Vạc ấy, thì cái thời tiết về mùa hè nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà bà con sử dụng cái... Ở đây là chủ yếu là dựa theo đồi núi, trồng được nhiều cọ thì tận dụng. Nhưng ngôi nhà sàn này thì lợp bằng cọ rất là dày kia. Để thời tiết làm nhà sàn nữa thì mùa hè nó mát. Ngay kể cả những cái bếp kia thôi. Đấy, bà con cũng sử dụng cái tôn xốp để lợp. Để tránh vào mùa hè nó rất là nóng. Chính vì vậy những công trình ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái này thì đối với gia đình Lượng On này thì Long cũng cố gắng để chuyển cái vật liệu từ blue sang cái tôn xốp. Tôn xốp thì cũng đã gọi về rồi. Tôn này thì là tôn rêu xanh, loại trơn chứ Long cũng không sử dụng loại vẩy làm gì cả. Nó rất là phức tạp và nhìn nó cũng rối mắt. Mình làm nhà từ thiện, mình làm đơn giản thôi. Cái này thì tôn xốp dày 0,35. Này là đảm bảo rồi. Mùa hè là cũng không quá là nóng. Ngày hôm nay thì anh em trở lại với công trình. Chỉ có hai anh thợ chính thôi, là anh Lên và anh Thắng. Phụ trách đưa xà cồ lên để hàn. Hàn vào xong đắp vào cho nó khô đi. Mấy nữa mới có thể trèo lên để bắn được mái. Hôm nay thì anh em thợ kỹ thuật xây dựng cũng nghỉ một phần bớt đi. Thời tiết mưa này cũng không dám chát ấy. Vào áo chát thì sợ mưa xuống nó sẽ hỏng hết tường. Vẫn là tranh thủ đấy anh em. Đội kỹ thuật xây dựng này cũng rất là chịu khó. Mưa gió này thì cũng vẫn tận dụng làm những cái việc mà có thể làm được. Hôm qua thì bệnh viện cũng đã cho phép bạn On trở về nhà rồi. Đấy, đây vào xem một tí nào. Tình hình thế nào? Có thấy cái chân nó ổn hơn chưa? Còn đau nhức gì không? Đi lại hạn chế thôi nhá. Đừng làm việc nặng như lần trước nữa. Không đi gánh lúa, ôm lúa các thứ. Việc nặng là tái phát đấy. Nghỉ ngơi một thời gian đã cảm thấy ổn hẳn hẳn lao động nặng. Thế là con này toàn theo bố không theo mẹ à? Cũng được, cho mẹ nghỉ ngơi mấy hôm. Cái viện phí này thì gia đình On là có bảo hiểm rồi cũng đỡ hơn nhiều. À đấy, ngủ đấy. Vừa thấy theo bố giờ đã ngủ rồi. Nãy dậy sớm quá. Dậy sớm quá à? Thế có bỏ màn không, sợ sợ mũi không? Hai đứa lớn đi học à? Vâng. Thế thôi nhá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Đấy, cũng may mắn là thế là tổng tiêm bao nhiêu mũi? 5 mũi. 5 mũi à? Ừ. Đấy, tiêm thuốc là cũng hại sức khỏe lắm đấy. Giữ gìn vào. Rồi, rất là may mắn vì cũng qua 5 ngày làm viện thì Vion cũng đã được trở lại nhà rồi. Tình hình sức khỏe đã cải thiện hơn nhưng mà cái bệnh này thì cũng không biết đường nào các bạn ạ. Liên quan đến xương khớp mà. Nên là rất là dễ tái phát đấy, nếu mà không giữ gìn được. Xà cồ này thì Long thiết kế là 80cm là một thanh xà cồ. Xà cồ này thì Long lựa chọn cái loại sắt hộp là vuông 5. Vuông 5 tức là 5 chiều ngang, 5 chiều dọc, 5cm đấy các bạn. Đảm bảo rồi, bình thường tôn loại này thì người ta sẽ lựa chọn là hộp 4 thôi. Nhưng mà để cho vững chãi, yếu tố tiên quyết đặt lên hàng đầu của Long làm những cái công trình giúp bà con vùng cao này là cứ phải chắc đã. Chắc trước đẹp sau.
Đấy. Chắc rẻ đẹp. Rẻ bên đẹp đấy. Câu slogan của kênh. Cái này thì hai bên hồi này vì ruồi này thì Long sẽ ốp sườn hết, không để thò ra quá nhiều. Còn đằng trước thì sẽ để đua ra 50 phân. Đằng sau cũng tương tự như vậy. Xà cổ này thì cũng để âm vào tường cái luôn, chứ không để gỗ lên. Sẽ dùng sử dụng sắt 6 để hàn ghim vào tường. Các bạn đảm yên tâm đảm bảo là mưa gió là bão không thể lật được. Cũng cố gắng lựa chọn anh em đội kỹ thuật xây dựng là kết hợp với cả lợp được tôn luôn. Bắn được tôn xong là điện nước đầy đủ. Đối với công trình của gia đình Vion này thì Long nhận thầu của anh em là 600.000 đồng trên 1m2, là bao gồm cả phần xây dựng, vôi ve, lợp mái, điện và cả nước nữa. Bể phốt xong là mái bùng tắm các thứ đủ đảm bảo hết luôn. Cho nó chọn gói như vậy thì sẽ tiết giảm đi rất là nhiều, chứ bóc tách thì tốn lắm các bạn ạ. Gọi xây dựng riêng này xong là gọi điện riêng, gọi nước riêng. Xong này lợp tôn nó lại một đội nữa thì nó nhiều khoản quá, cộng lại thì rất là cao. Tranh nhau mình cứ đổ đồng luôn. Như này là trọn vẹn anh em làm từ đầu đến cuối, khi mà phần thiết cố, phần thô này thì cũng sẽ hợp lý, đúng theo ý của anh em lợp mái luôn, chứ không là đội xây khác này, đội lợp mái khác là kiểu gì kiểu nó cũng có sự tranh vênh. Còn riêng đối với phần cửa thì mình sẽ gọi đội khác chuyên khung nhôm cửa kính. Cái chỗ này đổ cột rồi đấy các bạn này, đổ cột anh em cũng xây từ đầu vì ruồi xây xuống. Đó, nhìn đẹp chưa, vuông vắn. Cái hành hiên này cũng rất là rộng rãi, uống nước các thứ, hút thuốc lào các thứ có thể ngồi ngoài ra để hút được đây, tránh cho trẻ con bị khói bụi. Ở bên trong kia thì tiếp khách bình thường ăn uống. Ở quê thì thường thường là muốn làm cái hiên, làm cái hiên này bên ngoài này. Ví dụ đi ruộng đi lương về chân tay còn lấm bùn thì ngại không muốn vào nhà ấy, thì có thể ngồi ngoài đấy luôn, trò chuyện, thuốc lào, thuốc lá. Hoặc là trẻ nhỏ ra đấy nó đùa vui chơi ngoài sân, cái hiên đấy cũng sẽ sạch sẽ hơn. Xây tuột như thế cũng được thôi, tuột cho cái tường ở chỗ phòng ngủ kia tuột ra bên ngoài thẳng luôn, thẳng thành một khối luôn thì cái phòng khách nó sẽ rộng hơn, ăn ra cả cái hiên nữa. Nhưng mà nhìn cái nhà thì nó như kiểu cái hình hộp, hình chữ nhật ấy các bạn. Nhìn nó lại xấu. Kiểu như nhà cụ ly ấy. Thì nó hơi xấu. Nên là thiết kế là buồng lồi như này để hiên thì nhìn nó thẩm mỹ cao hơn. Cái này rồi chát xong vôi ve vào nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Dọn hết sạch sẽ chỗ này đi. Đổ cả sân xiếng đồng hoàng. Ở đây thì không lo rồi, vật liệu rất là thuận tiện. Nên là kiểu gì nó cũng sẽ làm đầy đủ hết cho gia đình. Sân xiếng các thứ. Cả sân trước sân sau luôn, sân sau để rửa ráy. Còn sân trước này thì đổ ra đường một chút, nó rộng rãi thoải mái. Mưa gió hàn xì, vất vả. Đúng rồi. Mùi. Rõ ràng trời mưa mà lạnh mà mùi nó cứ toát. Con xuống đây lấy kẹt đấy kia. Cái kia là đếch đến hay sao ấy? À, hả? Cái kia, không đến. Không đến, kia. Kìm lên, kia. Kìm lên.
không đến được. Nó hở hở. Cái đòn ở giữa, cái đòn giữa mới không không chạm mới hở ấy. Thoát hở hở tí. Cái chỗ vành đai chắc đấy. Chắc là vì giống ở đây đúng không anh? Nó cho. Cái này kể ra mà thu hồi thẳng tưng lên, vuông đét lên xong là lúc nào cho xà cổ thì cắt vuông. Thả xà cổ vào đúng khe luôn là kéo nhanh hơn nhỉ. Nhanh hơn đấy, đỡ phải phá. Đặt vào luôn. Ừ. Thế mình đo xong mình cắt một phát xong là cứ 5 phân nối, cần thì phải đo. Đặt vào không phủ vữa lên trên. Dùng máy cắt gạch, cắt bê tông, cắt vuông đét. Ý cho vứa vào thì vá này nó còn chắc hơn là cắt, nó bám hơn. À, rõ ràng. Mình để chờ cái này thì vá vữa vào thì nó sẽ chắc hơn là cắt, xây xong rồi cắt. Cái này thì quá đảm bảo rồi. Vừa hàn sắt, vừa vữa. Mưa bão tẹt bô. Cô Long đứng đây là cái mái phòng tắm, phòng vệ sinh. Mình cũng sẽ lợp khoét chữ L này. Đó, chỗ này mình đổ mái thì mình không cần lợp nữa. Lợp để vị trí đặt tét cho nó rộng rãi, lên sửa tét các thứ nó thoải mái hơn. Khu vực bếp này thì sẽ lợp blue, đun khói khiếc đảm bảo. Blue thì nó có cái khe ở hở ở sườn. Đun có thể gió các thứ nó lùa được ra bên ngoài. Lợp tôn kín mít cái là khói nó đẩy vào trong nhà mất. Sọ. Lửa. Đứng rồi. Để mình cắm cọc thôi. Tiếp, tớ mới làm như thế. Làm nhưng mà toàn mua cái máy rẻ tiền để không dùng được. Trả được máy đâu. Thế qua cái này mình làm nhà sàn ấy, lạch như thế này. Nhẹ. Cho đến lúc giảm phát Covid là nó cứ làm sau là ứng tiền sau là âm tiền của mình, mỗi thằng âm hơn triệu, thế là nó lại đi làm cái khác này. Mà bây giờ khó, không bây giờ nếu biết làm ăn á, đòi nó thì cũng khó. Nó bảo em chưa có tiền chịu ngắn, không số cắt đấy đoạn vào đâu. Cái này anh kẹp không phải xây gạch đâu, cứ đảo vữa xong rồi kẹp một thước vào. Vâng. Chứ bổ gạch như thế em sợ nó gồ nó lại cao hơn cây xà cổ ấy. Xây tương đối nhưng mà cho kẹp nữa. Kẹp xong để rồi. Cho nhiều vữa. Cho ấy nhiều quá nó lại ấy. Cho nhiều để to quá cho vữa nó cũng khó.
Đối với mái tôn này thì Long cũng thiết kế 3 bộ chống sét các bạn ạ. Sẽ dùng sắt 10 kết nối các xà cù với nhau và tạo cái đường chống sét cho nó an toàn. Hôm trước gọi vật liệu là gọi 32 cây sắt 10 mà quên mất cái phần chống sét này. Đây, chỗ này thì chắc mất khoảng 4 cây nữa. 4 cây sắt 10 để làm hệ thống chống sét. Cơ bản ngày hôm nay thì em sẽ đặt xà cù, hàn sắt kết nối với tường, sau đó là đắp xi tạm vào đấy để cho khô. Một vài ngày khô sẽ tiến hành bật mái. Cứ đắp vào, đã đắp phần thô đã xong là mới bắt đầu xuống chát phủ bì luôn, chát chít vá viết vào cho đẹp, đảm bảo như nhà chị Như luôn. Hy vọng là thời tiết, dự báo thời tiết thì mưa lốt ngày mai các bạn. Hy vọng làm sao cho ngớt cái đợt mưa này để tiếp tục tổng động viên anh em thợ kỹ thuật xây dựng vào để làm cái căn nhà cho nó nhanh chóng. Xây vào cái thời tiết như này thì rất là chắc. Đấy, tường thứ nó kết cấu nó không quá nắng. Kết cấu xi sẽ kết cấu từ từ, nó không đột ngột quá. Nên là đối với cái thời tiết này xây dựng thì rất là đẹp. Chỉ mưa mất mấy hôm thôi. Và có lẽ là video này thì Long cũng xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo để cập nhật tiến độ xây dựng căn nhà giúp vợ chồng Vion và ba cháu nhỏ.